Chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng mình trải nghiệm một đoạn đường xuyên rừng, được xem là con đường đẹp nhất, mát nhất cũng như là âm u nhất ở Đồng Nai. Đây là đường dẫn từ quốc lộ 20 vào khu du lịch Thác Mai của Định Quán Đồng Nai nha các bạn. Khu du lịch Bào Nước Sôi Thác Mai là một khu du lịch còn rất hoang sơ nha các bạn. Khu du lịch này nằm cạnh sông La Ngà, là con sông chia đôi hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận và nằm sâu trong rừng nguyên sinh. Từ quốc lộ 20 chúng ta phải đi gần 24 km mới vào được khu du lịch, trong đó gần 20 km là đường rừng như thế này. Giá vé vào cổng là khoảng 50.000 cho một người lớn và 20.000 cho trẻ em. Do khu du lịch còn rất hoang sơ nên dịch vụ là tương đối ít nha các bạn. Chỉ có bán nước và một vài món ăn đơn giản. Khu này thì phù hợp với các bạn là thích đi khám phá, yêu thiên nhiên và thích cắm trại dã ngoại. Ở đây là người ta chia làm hai khu riêng biệt là khu Thác Mai và khu Bào Nước Sôi. Bào Nước Sôi thì nhiệt độ khoảng 36 độ. Và các bạn có thể tắm thư giãn hoặc là có chỗ dành riêng để ngâm chân thư giãn. Còn cắm trại dã ngoại là chúng ta sẽ đi qua bên khu Thác Mai, gọi là Thác Mai nhưng mà thực ra chỉ là những gền đá nha các bạn. Nước chảy thì cũng tương đối xiết chứ không có phải là nước chảy từ trên cao xuống vài chục mét như chúng ta thường thấy trên TV. Rừng này vẫn còn rất nhiều thú rừng nha các bạn, trong đó có khỉ. Còn voi thì ngày xưa cũng có nhiều lắm, nhưng mà không biết bây giờ còn không. Chứ lúc trước voi nhiều về phá hoại mùa màng của người dân rất là nhiều. Hiện tại thì trong khu du lịch Thác Mai vẫn còn trưng bày một bộ xương voi để du khách có thể chiêm ngưỡng. Trên đây là mình giới thiệu sơ về khu du lịch Bào Nước Sôi Thác Mai. Dành cho các bạn nào có đam mê khám phá và cắm trại dã ngoại có thể tìm đến. Bây giờ mời các bạn cùng mình chiêm ngưỡng đoạn đường rất đẹp dẫn vào khu du lịch Thác Mai nha các bạn.